Thưa các bạn, đã thành quy luật cứ mỗi khi Tổng thống Mỹ sang Việt Nam thì các tổ chức cá nhân thù địch chống phá Việt Nam lại dấy lên một chiến dịch vận động Tổng thống Mỹ gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, đòi trả tự do cho các đối tượng chống đối chính trị, vi phạm pháp luật, bị giam giữ. Lần này cũng vậy, trước thềm chuyến công du Việt Nam để tham dự hội nghị APEC của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã có một số thư yêu cầu, thỉnh nguyện thư, kiến nghị gửi tới ông Trump, trong đó có thư của bà Janet Nguyễn, nghị sĩ của bang California. Janet Nguyễn là một trong những nghị sĩ thiếu thiện chí, thậm chí có thái độ thù địch với nhà nước Việt Nam, tương tự như kiểu Loretta Sanchez hay Edroy Lowenthal. Đồng thời, bà ta còn đại diện cho những người Việt tại California, nơi mà cộng đồng cờ vàng sinh sống rất nhiều. Do đó, không khó để đoán định được bức thư đó thực ra là những luận điệu cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền quen thuộc và kêu gọi Tổng thống Mỹ can thiệp gây sức ép với nhà nước Việt Nam. Trong thư này, bà Janet Nguyễn cáo buộc Việt Nam trong hơn 40 năm qua đã áp dụng nhiều chính sách chà đạp thô bạo nhân quyền, quyền con người như đàn áp truyền thông, đàn áp chính trị, giam giữ bỏ tù 88 tù nhân lương tâm. Thực ra, những điều bà Janet Nguyễn viết chẳng có gì mới. Đó chỉ là những luận điệu cũ rích mà các phần tử chống cộng ở hải ngoại vẫn tuyên truyền và tuyên truyền đi, tuyên truyền lại nhiều lần trong hàng chục năm qua. Thực ra đó chỉ là sự xuyên tạc và nhìn nhận thiên lệch thái quá của những người có tư tưởng thù địch như bà Janet Nguyễn. Như đã nói, ở Việt Nam, chúng ta không hề có tù nhân lương tâm, không có đàn áp bất đồng chính kiến, chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật bị xử lý theo pháp luật. Điển hình như các nhân vật như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà bà Janet Nguyễn nêu đích danh yêu cầu Tổng thống Trump phải gây sức ép với nhà nước Việt Nam để trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Bà Janet Nguyễn cho rằng Quỳnh vô tội, Quỳnh chỉ thực hiện tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến. Thế nhưng mọi tài liệu đã chứng minh Quỳnh là kẻ vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân để soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích phê phán đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam và chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Các bài viết này đã gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành quản lý xã hội của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyên truyền kích động nhân dân chống lại nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn có nhiều lần đứng ra tổ chức hoặc tham gia các hoạt động sự kiện nhằm kích động xúi giục người dân chống nhà nước. Bị cáo còn tàng trữ tại nơi ở một số văn hóa phẩm có nội dung xuyên tạc, đã kích chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động nhân dân phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Từ năm 2013 đến năm 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các báo đài, tổ chức hoạt động truyền thông nhà nước ở ngoài nước, xuyên tạc tình hình trong nước trên các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, chính trị, quốc phòng, ngoại giao, pháp luật và các vấn đề về dân chủ, nhân quyền. Rõ ràng những kẻ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng. Ấy thế thì những người như bà Janet Nguyễn vẫn còn cho rằng đó là tự do ngôn luận, thể hiện chính kiến thì quả là bà ta có cái nhìn quá thiên lạc và không thể nào đại diện cho pháp luật của nước Mỹ được. Việc bà Janet Nguyễn gửi thư cho Tổng thống Trump với nội dung như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là một chiêu trò chống phá nhà nước Việt Nam mà thôi.